Thưa quý vị, tôi tên là Nguyễn Duy Thi Thanh Hải, tên thường gọi ở nhà là Duy Hải. Sinh ngày là 18 tháng 7 năm 1963, sinh tại Sài Gòn. Trong một gia đình có bố là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và mẹ cùng với 7 anh chị em, nên tổng cộng gia đình là có 8 anh chị em. Lúc đó 75 thì tôi chỉ mới 11 tuổi thôi, cho nên là một đứa trẻ nhỏ nhất trong một gia đình. Nhưng tôi vẫn còn nhớ những gì xảy ra của cái ngay cái điểm 30 tháng 4 1975. Thưa quý vị, vì có bố là quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên những cái biến chuyển trong quân đội hoặc là ở xã hội tôi được biết. Và cái mà tại sao tôi biết và tôi hiểu là bởi vì tôi được nằm ngủ với bố mẹ tôi trong những đêm trăn trở, trong những đêm bố mẹ thao thức để mà tâm sự với nhau. Thì tôi nghĩ chắc là bố mẹ tôi nghĩ tôi nhỏ nên tôi không nghe. Thật sự ra tôi nghe những điều của những người lớn nói. Và đặc biệt nữa là tôi có một người chị thứ hai tên là Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1954. Chị là thủ quỹ cho nhà hàng Majestic. Mà hàng Majestic nằm trên quận Nhất ngay bến Bạch Đằng. Chị đã có rất nhiều cái cơ hội để gặp tất cả những phóng viên của các thế giới đổ về, nhất là vào ngày 30, trong cái thời điểm mà Việt Nam có chiến tranh rất là bùng nổ, rất là gây go. Thì chị luôn luôn mang tin tức về cho gia đình. Chị nói mẹ ơi, người ta nói rằng là 6 tháng nữa là mất Việt Nam miền Nam, hoặc từ từ rút lại còn 5 tháng, 3 tháng, 4 tháng, cứ rút lại từ từ, chị nói như vậy. Thì mẹ tôi nói rằng là hãy yên tâm, có bố ở đây rồi, bố lúc nào cũng là sẽ là người biết. Thì đến một hồi thì còn trước đó một tháng, thì chị nói mẹ ơi còn một tháng nữa thôi là mất miền Nam rồi mẹ ơi. Thì bố tôi, mẹ có nói chuyện với bố để coi quyết định ra sao. Thì hiện tại, ngay lúc đó đó là mẹ đã chuẩn bị cho chúng tôi mỗi đứa một cái bình nước và một cái bọc để cột trên bụng những cái số tiền hoặc là vàng, tôi không biết là gì trong đó, nhưng mà mẹ cột vào bụng mỗi từng đứa, bảo là nếu mà bị di tản, bị mất thì các con sẽ có những cái này để mà sống. Thì bố tôi đã có cái phương hướng riêng của ông. Ông không cho gia đình đi, đó là cái chủ chính của ông. Sau này chúng tôi mới hiểu tại sao bố tôi không cho chúng tôi đi như những người khác đi ra khỏi nước. Thì ông mới nói là thứ nhất là gia đình chúng tôi là người Bắc di cư từ 54 vào Nam. Thì đã một lần di tản, một lần mất cái cội nguồn của gia đình. Và khi ông rời miền Bắc vào miền Nam với một cái tư cách là một người lính vào trong trường Thủ Đức và dự bị bên Đà Lạt, thì ông đã rời xa miền Bắc từ năm 18 tuổi. Ông rất nhớ miền Bắc, ông rất nhớ cái cội nguồn của ông và ông không muốn đi xa nữa. Đó là một cái lý do, ông muốn gặp lại các em của ông. Thì khi bố tôi vào Nam như vậy thì để lại ngoài Bắc 5-6 cô chú gì đó và bà nội với ông nội. Cho nên ông ước ao đất nước được thống nhất một cách đàng hoàng để ông gặp lại những người xưa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là thời gian bố làm trong quân đội, bố từng đi du học qua bên Mỹ, Chicago hoặc là bên phía miền Đông Hoa Kỳ. Thì bố sau này bố kể lại thôi, bố nói là người Việt qua đây cực lắm, bố không muốn ở đất nước mình, dù sao cũng tốt hơn, dù sao cũng là mảnh quê hương của chúng ta. Thì bố đã quyết định điều đó và bố đã nói với mẹ, nhưng mẹ không nói cho chúng tôi. Trong khi đó anh em chúng tôi ở cái tuổi, chị lớn nhất là 1952 đến tôi 63, thì tuổi từ 18 tới 11, 20, 18, 11, thì chúng tôi rất là khát khao nghe đi ra nước ngoài, mà thấy trong thời gian các chị làm việc chung với những người nước ngoài, thấy cái sự cũng như là một cái sự thoải mái đó. Thì chị tôi nói mà nghe Việt Cộng á, thì rất là khổ. Nên chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ là một bên khổ và một bên thì nghe nói là sướng, thì chúng tôi phải đi thôi. Chứ lúc đó chúng tôi không có một cái kinh nghiệm là cuộc sống của những người cộng sản dành cho chúng tôi như thế nào. Chúng tôi không ai có kinh nghiệm, không ai biết. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nhớ là vào khoảng tháng Giêng, tháng 3, thì có người dì ruột của em của mẹ ở trên Phú Bổn
đã phải di tản vào Nam, vào ngay Sài Gòn thì ở chung với gia đình, thì bắt đầu lần lượt thấy từng những cái biến cố của quân đội của mình bị thất thủ, Huế, Đà Nẵng cứ từ từ thất thủ dần dần. Và nhà chúng tôi ở là ngay trên đường Lê Văn Duyệt, nay là gọi là Cách Mạng Tháng 8, thì tất cả các trại gia binh ở Trung Văn rất là nhiều. Thì trước nhà tôi là một cái sân chùa, nhà tôi và cái sân chùa nối với nhau, và thấy từng đoàn người di tản về nằm la liệt ở ngay cái sân chùa đó. Họ có những người lính họ bị thương, có những người dân từ đâu tới họ nằm la liệt không có thức ăn, mà thức ăn lúc đó thì rất là hiếm, nhưng mà mẹ tôi vẫn chia sẻ những cái gì mẹ tôi có mang ra cho họ. Thì chị tôi là Nguyễn Thị Minh Tâm, như tôi nói trước, chị vẫn cương quyết ra đi. Cuối cùng quý vị biết chuyện gì xảy ra với gia đình tôi không? Lúc đó cái thời kỳ từ 73 tới 75 thì bố rời Thủ Đức để về Tòa Đô Chánh làm dưới quyền với lại ông Đỗ Kiến Nhiễu. Thì ngay những ngày cuối cùng của tháng 4, bố tôi mặc đồ lính vẫn đi chiến đấu. Nhưng một hôm ông trở về, sau khi nghe một cú phone mẹ gọi là các con đòi đi, và chúng tôi đã xách hết xe ra ngoài đường, 8 anh chị em là 4 chiếc xe, cứ người lớn chở một đứa con, một đứa em nhỏ, cứ như vậy. Nhưng mà mẹ tôi nói là khoan, đừng đi, hãy gọi, để cho mẹ gọi cho bố một tiếng. Thì bố tôi về, bố tôi đã khóa trái cửa lại, nhốt hết mẹ và chúng tôi trong nhà, cầm chìa khóa đi. Bố nói với mẹ như sau: bố không muốn mất một đứa con nào ra khỏi nhà. Nếu mà mẹ tôi để mất một đứa con trong ra khỏi nhà thì coi như chúng tôi sẽ đồng, bố và mẹ đã đồng lòng chết với chúng tôi ấy. Thì quý vị có biết rằng là khi mà bố tôi khóa cửa lại, nhốt 8 chị em tôi và mẹ ở trong nhà như vậy, nếu chẳng may một quả bom nó rơi xuống trong nhà thì chắc chắn chúng tôi không ai thoát được hết. Và cái khu vực nhà tôi ở là, như tôi nói, là toàn các gia binh, binh chủng, nhảy dù có, rồi nhảy dù là nhiều nhất, rồi có người ta gọi là quân vụ thị trấn, là nơi mà phân phát thức ăn cho mọi người, cho quân đội đó. Lâu quá rồi thì không nhớ rõ lắm, nhưng mà cái tên, nhưng mà nói chung á, là nơi tập trung là con đường chính để cho xe tăng của Cộng sản đi vào. Cho nên bằng mọi giá nó phải pháo kích, nó phải giết để mà nó có cái đường nó tiến vào Sài Gòn. Đó là cái điều mà tôi vẫn còn nhớ đến ngày hôm nay. Thì chị tôi khóc, chị tôi nói là không có muốn ở với Cộng sản. Thì đúng cái thời điểm 30 tháng 4, lúc mà mẹ tôi đã dùng cái búa để đập cái ổ khóa đó, thì vào khoảng tôi nghĩ là 10 giờ hay 11, 12 giờ gì đó, cả gia đình tôi bước ra ngoài đầu đường, nhìn thấy đoàn xe tăng, bụi bặm, đất sét, đất đỏ, với những người bộ đội mặt mày ngơ ngác mà họ mệt mỏi lắm. Thì lúc đó bà chị tôi là chị thứ 5 tên Thanh Thúy, chị mới buộc miệng nói với mẹ như sau là: mẹ ơi, tại sao họ như vậy, họ đánh thắng mình hả mẹ? Có nghĩa là tôi không phải là chị tôi, nhưng mà tôi có cái cảm giác như là người lính, quân nhân, quân đội của Việt Nam Cộng Hòa mình nó đẹp lắm, nó cường tráng, mà nó phi thường lắm, mà tại sao mình phải thua với những người mà mình nhìn thấy không có một chút sức mạnh, không có một chút sức lực, mà họ cười. Tôi nghĩ là cái nụ cười đó là nụ cười trên chiến thắng, nhưng mà chắc họ nghĩ họ không ngờ họ cũng thắng luôn. Thì nói chung là cái cảm xúc nó lẫn lộn. Thì khi mẹ tôi vừa nghe chị nói như vậy thì mẹ tôi đã nắm tay tất cả tụi tôi kéo vào nhà, tại vì sợ là chúng tôi nói lên cái điều gì đó nó không tốt. Thì quý vị cũng hiểu rằng là lúc đó tôi còn bé, tôi không biết cách sử dụng những cái từ vựng như thế nào,
trước công chúng cho nó có cái sự an toàn gia đình. Nhưng mẹ là một người mẹ với 8 đứa con, lúc đó chắc mẹ là ngoài 40 tuổi rồi, thì bà hiểu được, bà biết được câu gì nên nói và câu gì không nên nói. Hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam Cộng Hòa là những ngày tôi cứ chiều thứ sáu bố đóng đô ở trên Thủ Đức, thì bố cho một chú tài xế về để đón tôi, đôi khi cũng đón các anh chị, nhưng mà tôi đã được nhiều nhất. Cứ chiều thứ sáu bố cho tôi được vào trong quân đội, được ngủ với bố, chơi cả một ngày thứ bảy trong quân, trong gọi là quân trường Thủ Đức, rồi đến chủ nhật hai bố con cùng tham dự thánh lễ rồi mới về nhà. Đó là cái hình ảnh mà tôi không bao giờ quên được. Bố bố tôi rất ít nói, bố cũng không có bạn, chưa bao giờ quân đưa một người bạn cùng quân đội trong binh chủng mà đến nhà. Bố chỉ có một người bạn thân tên là Bác Bổng, hình như bác thuộc loại là servin thôi, không có thuộc trong quân đội. Và bố tôi là một người mà tôi nói đến ngày hôm nay tôi rất khâm phục ông, bởi vì ông là người có chiều sâu khi suy nghĩ, khi làm việc. Có một lần thì nghe mẹ than là sao lâu quá thấy người ta lên cấp bậc ầm ầm mà bố thì vẫn giữ cái cấp bậc thiếu tá rất là lâu năm. Thì bố nói là không đi tác chiến thì ít khi nào được lên chức vụ. Mà đến khi bố được nghe tin bố được lên chức vụ trung tá, thì bố ghi hết tên tất cả những người dưới bố, bố cho nâng cấp hết luôn. Có nghĩa là khi bố nâng cấp thì bố cho đàn em nâng cấp. Và bố là một người rất tỉ mỉ, bố nói rằng là bố rất mong miền Nam Việt Nam và Bắc thống nhất với nhau. Cho nên bố nói bố không có muốn chiến tranh xảy ra. Và quý vị biết không, cứ mỗi buổi chiều đi làm về là bố đã cấp sách vào trường đại học kinh tế để bố học. Bố nói rằng nếu ngày bố dài ngủ thì bố cũng có một cái nghề bố đi làm. Đó là cái sự mà bố hướng cái tương lai của bố cho một cái gì đó bố ước mong. Bố cũng ước mong được cấp sách đến trường, chữ bố viết rất là đẹp. Nhưng mà cái thời trai thời loạn, mới 18 tuổi, 17 tuổi đã phải đi lính rồi. Thì đó những ước mơ của ông không có được. Thì cái hình ảnh mà tôi nói với quý vị đánh động nhất là thời gian bố nằm trong quân đội. Bố mặc cái bộ đồ lính rất đẹp và bố là người bảo vệ cho đàn em của mình hết lòng. Sau ngay những ngày mất miền Nam thì phải nói là gia đình tôi rất là bị khủng hoảng, mà khủng hoảng là từ nơi bố. Có thể lúc đó bố đã dậy mình tỉnh giấc và biết là sống với cộng sản là rất là khổ. Mẹ thì bắt đầu phải bôn ba, bởi vì vào trước tháng 4 75 thì hoàn toàn gia đình tôi sống nhờ vào đồng tiền lương của bố. Nói là sống như vậy chứ thật sự ra mẹ hay than phiền là đồng tiền của bố đưa về chỉ đủ đóng tiền học cho 8 chị em tôi, tất cả đều học trường tư của công giáo. Mẹ bố phải chạy trọt đủ mọi việc, ngay cả việc mà nuôi gà, nuôi chim cút hoặc là làm dệt tơ vải, mẹ làm đủ hết để cho chị em tôi có đủ điều kiện đến trường và để cho bố an tâm. Nhưng khi mất cái đồng tiền đó thì cái sự mà hụt hẫng trong gia đình đó, nó có xảy ra. Và mẹ bắt đầu đi bán cơm tấm. Nhà tôi dưới các bạn tháng 8, nhưng mà mẹ tôi nấu xong mang lên ngay con đường 3 tháng 2 là Trần Quốc Toản. Khi trước là gọi là Trần Quốc Toản. Mẹ bán ngay cái khu vực mà chùa Viện Hóa Đạo ngó sang, tôi còn nhớ như thế. Thì bố là người chở mẹ. Bây giờ thì tôi không thể nào hiểu được tại sao bố có một chiếc Vespa chở nguyên một cái nồi cơm, rồi chở đủ mọi thứ lên cho mẹ, rồi mẹ ngồi ngoài đường mẹ bán. Đến trưa về thì còn dư bao nhiêu thì chúng tôi được ăn.
còn không thì chúng tôi lại phải đi chợ làm cái gì đó sống cho nó qua ngày. Bây giờ cái bữa ăn trong gia đình nó yên lặng lắm. Trước khi mà bố mẹ đi bán cơm tấm thì nó có một giai đoạn ngắn là khoảng 1 đến 2 tuần bố nằm trong một xó nhà, bố kiếm một cái giường nhỏ lắm, bố nằm khuất tối tăm, bố không cho trong gia đình được gọi tiếng bố nữa, và dưới cái gối của bố là một khẩu súng lục. Quý vị có biết là tại sao bố làm như thế không? Là bởi vì bố đã nghĩ tới chuyện tự sát nếu cộng sản ập vào nhà làm điều gì đó. Thì có một hôm bố chở mẹ đi bán cơm tấm như bình thường, thì tự dưng có một cái đoàn người gọi là của cộng sản ập vào nhà và đọc tên bố giữa ngay sân chùa, đọc tên bố là Nguyễn Duy Mô và xin ông bước ra khỏi nhà. Thì bố làm gì có ở trong nhà đâu mà bước ra, thì họ ập vào nhà để họ khám xét. Và chúng tôi nói là bố tôi đã đi bán với mẹ ở trên cái mạng tám ở trên Trần Quốc Toản. Nếu quý vị muốn bắt hoặc là điều tra chuyện gì thì chiều hãy đến, bố tôi sẽ về. Thì lúc mà chị lớn của tôi đứng ra nói chuyện như vậy thì ông anh tôi lẻn đi ra ngoài để mà chạy lên báo cho bố biết. Thì mẹ tôi rất là người rất là nhanh nhẹn, mẹ nói rằng là tối nay bố đừng về nhà, bố kiếm ở đâu bố ngủ đi, để mẹ về mẹ coi chuyện gì xảy ra. Và khi mẹ tôi về thì mẹ tôi ra phường hỏi là ở phường có ai vào trong nhà kiếm không. Họ nói không, không có một cái trác lệnh nào mà tính kiếm bố tôi. Mẹ tôi lại lên trên quận hỏi là có ai đến kiếm bố tôi không, họ cũng nói không. Thì quý vị biết là cái thời điểm đó người ta gọi là tranh tối tranh sáng, có những người vào vì cái thù riêng hay cái gì đó mình không biết, nhưng đến chiều thì mẹ tôi mới biết ra là người ta tới bắt bố tôi là bắt sai người. Cái người mà họ muốn bắt á, là ở đường Tô Hiến Thành, và họ qua bắt hôm đó đi ngay cái hôm đó và mất tích luôn cho đến ngày hôm nay. Có nghĩa là bố bố giữa giữa cái sự mất mát và cái sự sống còn nó chỉ trong gang tấc và hên xui nằm chỗ đó. Thì sau này ông rất là sợ. Khi mà cộng sản vào được tầm 1 tháng thì họ cho cái lệnh là tất cả những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải đi trình diện, và người ta gọi là đi học tập cải tạo 1 tháng thôi. Còn những người khác á, thấp thấp cái binh thấp cái lon hơn á, thì là cấp bậc hơn thì có thể đi 3 ngày 10 ngày tùy tùy theo. Nhưng mà cấp bậc từ thiếu tá, trung tá, đại tá thì họ nói rõ là 1 tháng. Thì khi như vậy, tối hôm đó khi mà có cái sắc lệnh như vậy thì tôi nhớ bố tôi nói với mẹ một câu: anh đi chuyến này không biết bao giờ trở về. Thì tôi nghĩ đến ngày hôm nay khi mà tôi được khởi lại cái kỷ niệm thì tôi nghĩ là bố mẹ tôi đều hiểu cộng sản là ai, nhưng vì cái tình gia đình nó rất là lớn để cho ông đánh đổi, và ông quên mất những cái rủi ro, những cái hậu quả xảy ra. Thì bố của tôi cũng đã đi ghi danh giống như những người khác. Có một điều ông khẳng định, cái điều là sự suy nghĩ của ông là đúng, là ông đi và không biết bao giờ về. Cho nên cùng thời điểm đó khi mà mẹ tôi đi bán cơm tấm thì chị tôi là chị thứ tư, rất là xinh, lúc đó chị 16 hay 17 tuổi gì đó, cũng có một anh hàng xóm ngó chị và làm quen với chị và xin được cưới. Thì thật sự ra lúc thời loạn, cái thời mà nó tranh tối tranh sáng, đâu có ai nghĩ tới chuyện đám cưới. Nhưng vì bố nói rằng là không biết bao giờ bố về, cho nên bố tôi chấp nhận cho cưới. Cưới xong một cái khoảng vài ngày sau là bố lên đường. Và tôi còn nhớ cái dáng đi của bố. Bố chỉ xách cái túi nhỏ lắm, bởi vì thưa quý vị là người lính, người quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa
Họ không có cái gì, tài sản gì ngoài gia đình và những bộ áo lính. Cho nên khi bố đi, bố cũng chỉ xách một vài cái quần tây hoặc là một vài cái gì đó thôi, cái túi xách rất là nhỏ, tôi nhớ. Và ông cầm, ông bước ra đường. Từ nhà tôi ra đường thì khoảng 100 mét. Thì ông đi thẳng, ông không hề quay lại ngó mẹ và chúng tôi đang đứng đằng sau. Nhìn cái tầm bước của ông đi, rồi cho đến xa dần, không ngó lại chúng tôi, không quay lại. Trong khi đó, trong gia đình 8 người con, có lẽ tôi là được bố thương nhất. Tại vì tôi cũng có một cái rủi ro là khi cái ngày mà tôi sanh ra là mẹ tôi bị băng huyết, suýt chết một lần. Tôi chỉ là đứa bé, hình như được mẹ mang thai 7 tháng thôi. Cho nên mẹ nói là sanh ra nhỏ xíu à. Rồi trong thời kỳ mà ở bệnh viện nuôi tôi thì cái đầu tôi nó có một cái mủ rất là lớn, bởi cái ánh đèn trong cái lồng kính nó rọi vô. Thì bác sĩ lại khẳng định một lần thứ hai là thôi mẹ bế tôi về đi, để mà có sống có chị có em, chết cũng có chị có em, để trong bệnh viện này thì không cứu được. Cho nên khi tôi về như vậy thì mẹ mới kể rằng là cách đây mấy hôm thôi mẹ tôi có tâm sự và nói là tôi là một đứa con không hề bú được một giọt sữa nào của mẹ. Bởi vì khi sanh ra tôi thì bà cũng quá yếu rồi, và cứ thế là bà cho tôi uống sữa hộp hay là sữa Gigo ngày xưa. Thì bố mỗi lần mà đi làm việc về buổi chiều tối thì bố là người bế tôi và cho tôi bú suốt đêm. Cho đến khi tôi lớn lên, tôi là đứa nằm trên bụng bố và được bố cõng trên vai, bố ẵm trên người. Cho nên quý vị biết không, cái ngày bố ra đi như vậy, tôi như là một người mất cái điểm tựa. Tôi không biết tôi sẽ sống ra sao nếu không có bố. Cho dù tôi có mẹ, tôi có chị, tôi có anh chị, nhưng không ở nhà không có ai mà chăm sóc tôi, mà cho tôi cái tình thương bằng tình thương của bố. Nhưng lúc đó thì tôi cũng im lặng, bởi vì mẹ đã từng dạy chúng tôi cái sức chịu đựng. Và gia đình chúng tôi, anh chị em là những người biết vâng lời, biết nhìn bố, nhìn mẹ để mà sống. Và hình như cái quãng thời gian trước 75 tới số, gia đình anh chị em không có sự cãi vã nhau hoặc là làm khó bố mẹ mình. Giống như những đứa con ngày hôm nay thì chúng nó lớn lên, chúng nó hay nói lại với bố mẹ điều này điều kia. Thì gia đình chúng tôi là không có chuyện đó. Hễ bố mẹ nói cái gì thì các con vâng lời. Và bố mẹ chúng tôi là những người rất là công bằng. Và ông bà là người hiểu từng đứa con, từng cái tài năng của đứa con mà bồi dưỡng. Tôi may mắn được sinh ra ở một gia đình mà có bố mẹ rất là cởi mở. Chị nào không thích học, xin nghỉ là bố mẹ tôi đồng ý cho nghỉ và chuyển qua ngành nghề liền. Thì trở lại câu chuyện là chị thứ hai của tôi tên Nguyễn Thị Minh Tâm làm ở Majestic. Thì cái thời gian đó chị mới có 16 hay 17 tuổi thôi. Cái tuổi không được đi làm. Nhưng mà chị thấy gia đình khó khăn rồi. Rồi chị muốn giúp đỡ mẹ. Và chị lúc đó chị học trường Nguyễn Bá Tồng. Thì chị có nói mẹ ơi con không muốn đi học. Học lớp 11 xong chị chỉ muốn đi làm mà thôi. Thì mới xin đi làm thì phải giả là một cái giấy tờ giả cho chị đủ 18 tuổi thì chị mới đi làm. Đó là cái sinh hoạt chung của gia đình tôi thời đó. Thưa quý vị, khi bố tôi bước chân ra khỏi nhà đi, mẹ tôi đã cho tụi tôi vào nhà. Và tôi nhớ ngày hôm đó là ngày mẹ tôi nói chuyện thẳng thắn với các con. Mẹ nói rằng bố đi rồi và không biết chuyện gì xảy ra, cho nên các con hãy cẩn thận. Gia đình mình người ta gọi là gia đình ngụy quân ngụy quyền. Khi ra đường chơi thì phải biết cách xử sự, kéo không thì cả gia đình nguy hại. Thì thú thật quý vị, lúc đó chúng tôi không có hiểu được cái sự nguy hiểm như thế nào. Chỉ biết mẹ nói vậy thì nghe vậy thôi. Và thấy lối xóm bắt đầu
có nhiều cái thay đổi. Giống như ngày xưa trước 75 thì ai ở nhà đó, đâu có đi ra đường hoặc là dòm ngó. Bây giờ thì họ đi ra đường, họ ngồi, họ bắt ghế ngay cái cửa, rồi họ nhìn, xong rồi họ nói xấu nhau, rồi họ lý điểm. Người ta gọi là dân 30 tháng 4 đó quý vị. 30 tháng 4 là gì? Những người dân đó là họ hùa theo cái cộng sản để mà đi, ta gọi là đi mét hoặc đi thọc bậy hoặc thọc gậy cho nhau để lý điểm với lại cách mạng thôi. Nói chung là như thế. Thì cuộc sống như tôi nói là không phải riêng gia đình tôi, mà cuộc sống của tất cả những người dân miền Nam đều cực khổ. Không phải nói về cực khổ về vấn đề vật chất đâu, bởi vì lúc đó chưa đến nỗi nào, người ta cũng còn có chút tiền tài sản để mà sinh sống. Nhưng nói đây, cái khổ đây là về tinh thần. Họ không hiểu cuộc sống ngày mai sẽ ra sao, có gì xảy ra hay không. Bởi vì nhất là người miền Nam là người sống vô tư, thoải mái. Họ không hề có một kinh nghiệm nào với cộng sản, chỉ có nghe trên báo chí thôi. Nhưng khi sống rồi mới thấy là hãi hùng. Gia đình tôi có 8 anh chị em, gồm 7 gái 1 trai. Còn một tối khi mà bố đi tù rồi, thì ban đêm lúc 12 giờ hay 1 giờ thì có nhóm công an từ ở phường vào và đòi xét duyệt. Xét duyệt lần thứ nhất, mấy ngày sau lại xét duyệt lần thứ hai. Họ cứ đếm đầu người rồi họ coi thực chất ra là họ coi bố tôi có ở nhà hay không. Sau này thì mọi người mới nói chuyện với nhau. Những người vợ của những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ mới cúng trong tình trạng của chúng tôi. Dù bố tôi đã đi rồi mà họ vẫn đến xem xét. Cuối cùng mẹ tôi phải lên quận để mà xin một tờ giấy là xin không được vào nhà chúng tôi. Bởi vì nhà chúng tôi có tổng cộng 8 phụ nữ, tính luôn mẹ, rất là bất tiện. Và mẹ đã được cái tờ giấy đó, cho nên không ai vào nhà khám từ đó trở đi. Nói tới bố chúng tôi ở tù, thì ông bắt đầu vào tù ở trong miền Nam trước, rồi từ đó ông mới chuyển đi ra bằng đường xe lửa, con tàu Thống Nhất để ra đến ngoài Bắc. Thì tôi nhớ là ông ở các trại ở Hoàng Liên Sơn. Thì lúc đó tôi không được một lần nào gặp bố, đi thăm bố. Cái lý do đơn giản là tốn kém. Và mẹ tôi có ra ngoài đó thăm bố vài lần. Thì cuối cùng thì gia đình còn có bà nội ở ngoài Bắc và các cô chú đã đồng lòng quyết định với nhau là mẹ tôi đừng ra thăm bố tôi, hãy để cho bà nội và các cô chú ngoài đó thăm bố tôi dễ hơn. Còn trong này mẹ tôi còn phải lo cho đám con có ý chí đi vượt biên. Nhất là người chị của chúng tôi, như tôi nói là chị đã muốn đi ngay từ trước khi miền Nam bị mất. Và khi mà cái tình trạng nó xảy ra như vậy, ngày hôm nay nói chuyện với quý vị, tôi vẫn còn nghĩ nhớ tới cái hình ảnh chị tôi ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, và chị tôi chỉ nói một câu: mẹ cho con đi, mẹ cho con đi, chết con cũng đi, mẹ lo cho con đi. Và chị là người đầu tiên vượt biên thoát. Bà chị của chúng tôi là người đầu tiên đi, nhưng không có dễ dàng mà đi được. Chị cũng phải đi không thiếu là mấy chục lần. Chị đi ở Phan Thiết bị người ta lừa, Mũi Né. Năm đó thì gia đình tôi đi đến 5-6 người lận, bị chủ ghe họ lừa. Và một số người bị bắt, một số người thì thoát về được. Rồi chị đi rất nhiều nơi. Cuối cùng thì chị phải dùng con đường là đi vượt biển với vượt biên, đi qua con đường Campuchia. Thì năm đó là năm 80. Lúc đó, cái thời điểm đó, con đường Campuchia nó mới lắm, chưa ai biết. Thì có người vào rủ, và mẹ tôi tham khảo, xong thì hỏi chị quyết định chị đi.
Thì tôi nghĩ á, từ lúc chị đi cho lúc các anh chị khác nhà tôi đi và tới phiên tôi đi, tôi nói thật với quý vị, chúng tôi chẳng có biết cái sự giữ ở bên ngoài như thế nào, ở biển cả như thế nào. Chỉ biết đi là đi thôi. Bởi vì cái con đường sống ở lại ở miền Nam không còn. Chứ nếu mà chúng tôi biết là sẽ có 90% sự giữ ở ngoài biển cả, chỉ có 1% hay 10% sống, thì lúc đó chắc chúng tôi nghĩ lại. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết. Chỉ biết rằng là cái chỗ mình đang ở, người ta không cho mình cơ hội sống, người ta không cho mình đi học, người ta không cho mình đi làm. Cái gì cũng xét duyệt lý lịch hết. Hỏi làm sao mà sống được đây? Và con đường duy nhất là phải vượt biên, rồi qua đến vùng nào không cần biết, cứ hễ đi được là cảm thấy thấy vui rồi. Nhưng khi chị tôi đi thoát thì chị tôi có viết thư về, nói rất là gian nan, rất là cực. Nhưng cho dù bao nhiêu lá thơ chị biết về đi nữa, chúng tôi vẫn đi là đi. Cái người đi thứ hai trong gia đình tôi là chị thứ sáu. Thì chị cũng là người đi rất nhiều lần. Sau khi mà mẹ cho một loạt đứa con đi chung không thoát, rồi hết tiền, tiền thì cạn, bán dần bán mòn đồ đạc trong gia đình, cho đến lúc mẹ quyết định là đi từng người thì mẹ tôi mới có đủ sức để mà chồng tiền. Tôi nhớ là cái năm mà năm 78 là có những cái lượt đi ta gọi là bán chính thức với người Tàu, thì cũng có một số người Việt Nam mình giả danh được trong đó, họ làm giấy tờ ra sau đó. Thì gia đình tôi cũng có chung tiền để làm cho chị, nhưng rồi cũng bị mất mát. Rồi đến từng chuyến đi như vậy, không có người này lừa thì cũng có những cái việc không hên để cho đi thoát. Cho nên cái số tiền mà cứ chi ra như vậy, từng cây vàng, cây vàng, cây vàng cho 8 đứa con thì thật là lao đao. Thì khi mà chị của tôi, chị kế đi thoát đến Singapore thì chị mới đi xin được đi Úc. Còn chị đầu tiên đi thoát thì đi Mỹ. Lý do nó, cái vấn đề mà chạy tị nạn nó lại là một vấn đề rất là phức tạp. Thì chắc tôi sẽ nói vào cái dịp khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi chỉ nói là người miền Nam ra khỏi nước và trốn khỏi đất nước không phải bởi vì họ ham sự giàu có, họ ham cái gì đó bên ngoài. Xin khẳng định họ không hề biết có cái gì bên ngoài. Họ chỉ biết là họ không còn đất để mà sống, mất niềm tin, mất hy vọng. Rồi bây giờ làm gì bây giờ đây? Tôi còn bé mười mấy tuổi thì tôi không có cái sự suy nghĩ đó. Nhưng các anh chị tôi ở tuổi 18, 20, họ có bao nhiêu cái khát khao, bao nhiêu cái niềm hy vọng. Nhưng rồi họ không có gì hết, thì bằng mọi giá họ phải đi. Tôi đi vượt biên, được mẹ cho đi vượt biên, có lẽ là đứa con cuối cùng. Bởi vì là mẹ phải lo cho từng người một. Chị thứ nhất, chị thứ hai, chị thứ ba, chị thứ tư, rồi mãi tôi là người thứ tám. Thì tôi không có cơ hội để mà tranh giành với các anh chị. Và cái thứ hai nữa là vì còn bé mà tôi sống được với cộng sản. Các anh chị tôi ở tuổi thanh thiếu niên thì họ bài trừ anh chị tôi, không vô bất cứ một cái nhóm nào được. Nhưng mà tôi, lúc đó thì tôi 11, 12 tuổi, thì mẹ mới khuyến khích tôi, cho tôi đi ra để mà sinh hoạt. Ít ra trong một cái gia đình của người ngụy quân, ngụy quyền, họ gọi như vậy, thì cũng có một người để ra sinh hoạt. Chứ không, họ thấy mình biệt lập, họ không có ưa. Và tôi đã đi ra sinh hoạt, lúc đó gọi là thiếu niên tiền phong. Tôi sinh hoạt, người ta cũng không cho tôi vào đâu. Nhưng mà người chị của tôi, người chị đó là người chị con bác, gọi là chị họ. Chị thì được người ta tới mời đi, bởi vì gia đình không có dính trong ngụy quân ngụy quyền. Mà chị không thích đi, mà tôi thì muốn đi mà không được đi. Cuối cùng tôi đi
với cái tên của người chị họ của tôi. Và thưa quý vị, có tin rằng là khi tôi đi, tôi thi học hát, thi học văn, thi học múa, tôi được hạng nhất. Và khi hạng nhất như vậy, họ cho tôi lên đoàn viên, từ thiếu niên lên đoàn viên. Lúc đó mới bể chuyện là cái tên mà tôi đang mang không phải là tôi, mà là chị họ tôi. Thì chuyện gì xảy ra? Họ đuổi ngay lập tức thôi. Thì khi đó thì tôi vẫn làm những cái việc mà tôi muốn làm. Bởi vì mẹ tôi nhìn thấy cái tầm quan trọng gia đình mình phải có một người cộng tác, phải có một người ra để làm việc. Thì đến khi mà tôi lên trường Marie Curie là cấp 3, lớp 10, thì mẹ cho tôi đi vượt biên với một người chị. Chị có hai đứa con, thì mẹ cho đi chung để mà có gì tôi giúp đỡ cho hai đứa con của chị. Còn chồng chị thì đã đi trước rồi, thì đi mãi cũng không thoát quý vị. Không hiểu có ai còn nhớ cái giai đoạn mà vượt biên không. Người miền Nam họ bị lừa lọc nhiều lắm, chính vì cái niềm tin, chính vì cái ao ước, cái khát khao mà họ dễ tin người. Hễ ai vào nói có chuyến đi này chuyến đi kia là mọi người chụp để mà mong được đi. Nhưng thú thật là bản thân tôi đi từ năm 82 cho đến 87 tôi mới thoát. Và tôi đã có từng ở tù 3 ngày có, 5 ngày có, 7 ngày có, và thậm chí tới 8 tháng cũng có. Con đường mà tôi đi nhiều nhất là về hướng miền Tây, Cần Thơ, Hậu Phòng, Bạc Liêu, Cà Mau. Và chuyến đi cuối cùng mà tôi thoát là ở Cần Thơ, ngay cái bến Ninh Kiều. Đi tù vượt biên thì nó cũng có cái mắc cười, mang danh người đi tù, chứ thật sự họ cũng không có đàn áp gì mình. Họ chỉ nhốt mình trong đó, rồi buổi sáng họ lôi mình ra để mình bắt họ đi trồng lúa, cứ tùy theo mùa thôi. Cái mùa mà tôi vào là mùa cấy mạ trồng lúa thì phải làm, họ dạy cho mình làm. Mình trồng được hay không, mình gieo giống được cái gì, nó có chết, nó có sống thì tôi cũng không biết. Mà tôi chỉ biết là người ta bảo làm sao tôi cứ dúi xuống như vậy. Còn cái cây nó có sống được hay không, nó đúng theo quy cách của người nông hay không thì không biết được. Nhưng có một cái điều mà tôi nhớ là khi tôi bị bắt ở trại tù Vĩnh Phú, Cà Mau, thì có một người nam ở trong tù, họ bị bắt vào và người ta nói là anh đó là người tổ chức. Thì không biết là sau những lần tra tấn như thế nào đó, một buổi tối chúng tôi thấy trại người ta thét lên là anh tự tử chết. Thì lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ không nhỏ, không còn nhỏ nhưng cũng không có đủ lớn, 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi. Thì lúc đó tôi mới có 17 tuổi. Tôi chỉ biết có người tự tử chết. Còn chúng tôi thì đi lao động kiểu đó. Đến khi mà cái thời gian lao động mà lâu nhất 8 tháng là bởi vì họ chuyển trại của chúng tôi. Cái trại tù Vĩnh Phú họ bắt chúng tôi vào, họ không có quyền được thả. Họ chỉ bắt người thôi. Muốn thả là phải chuyển chúng tôi lên trại tù Cây Gừa. Cây Gừa là trại tù nổi tiếng lớn nhất ở vùng Bạc Liêu, Cà Mau. Thì khi tới đó rồi đó, họ mới xét, ồ, tội vượt biên, phải ở đến 6 tháng, 8 tháng thì mới được thả. Hoặc có những người họ biết là người tàu có tiền, họ phải chờ cho mình hối lộ thì mới cho ra. Thì lúc đó tôi bị tù. Trước khi tôi đi vượt biên, tôi đã nói chuyện với mẹ rồi. Nói mẹ, nếu con bị bắt, đừng bao giờ xuống thăm con. Bởi vì thứ nhất, mẹ tôi đi xuống, tôi sợ rằng là người ta thấy cái hình dạng mẹ rất là đẹp, dễ thương. Bà là người quý phái, họ biết có tiền, họ sẽ đòi tiền hối lộ. Thứ hai là gia đình tôi thật sự không còn tiền. Mẹ tôi buôn bán tảo tần được đồng nào thì lại gửi ra Bắc để cho bà nội với các cô chú có cơ sở vật chất mà đến thăm bố.
hoặc là chính bản thân mẹ đi ra Bắc để thăm bố. Cho nên chúng tôi đã có cái thỏa thuận với nhau, không cần phải đi thăm thôi, tôi đi rồi tôi sẽ về. Và trong suốt thời gian 8 tháng như vậy thì chẳng ai đến thăm. Thì cuộc sống rất là khổ, đói. Nhưng mà hình như tôi là đứa con chịu đựng, vì tôi chọn con đường tôi đi, chết tôi cũng đi. Cho nên một chút gian nan khổ cực, đói không có làm cho tôi chùn bước chân. Cái ý chí để mà cho tôi quyết định phải ra đi, tìm đường vượt biên, chấp nhận cái chết, đó là tôi đã nhìn ra được cái sự mà mình có hòa đồng được, mình có sống nổi với Cộng sản hay không. Thì những người ở miền Nam thời đó, tôi nghĩ họ còn nhớ rằng cái việc xin đi làm, cái việc xin đi học rất là khó. Khi học xong lớp 12 thì chúng tôi xin vào đại học. Thì thời ngay cái lúc mà điểm chúng tôi thì những người mà có cái gốc ngụy quân ngụy quyền sẽ không được vào trường đại học. Cho nên chúng tôi biết là chúng tôi không có cơ hội tranh nhân vào, thì chúng tôi thi vào cao đẳng sư phạm. Thì tôi được đậu khóa 8 khoa văn cao đẳng sư phạm. Thì cao đẳng sư phạm nếu mà mình học cho tròn trịa ra trường thì học 3 năm rồi ra trường dạy cấp 2. Nhưng mà tôi mới vào được có khoảng chưa đầy 1 tháng. Tôi đi vượt biên và tôi bị bắt 8 tháng. Cho nên khi tôi trở về thì tôi cũng chẳng còn trường để mà học. Nếu mà hỏi tại sao biết cái sự khó khăn như thế mà vẫn đi, thì phải nói rằng là còn cơ hội, còn niềm tin thì vẫn còn muốn làm. Dù ở tù có cực đó, có những lần chúng tôi ghe chúng tôi đi lên một chiếc ghe ở vùng Long Hải, thì cái chiếc ghe lớn, ta gọi là cá lớn, người ta đợi chúng tôi ra không kịp, người ta đã nhổ neo đi rồi. Thì lúc đó sóng gió đánh cái thuyền của chúng tôi ngay cái góc của cái chân đài, cái cột hải đăng á, đã làm cho chúng tôi mệt nhoài rồi, ói mửa khốc liệt lắm. Thì lúc có về cũng hơi nản chí thật, nhưng mà bước chân trở lại rồi bước chân ra đường, mình thấy mình không được hoan nghênh, không được welcome. Những cái tài năng của mình có cũng chỉ là nửa con mắt của những người Cộng sản. Cho nên rồi cũng phải đi. Và tôi là người cuối cùng được mẹ cho đi. Và tôi nói mẹ cho con đi chết, con cũng không bao giờ con cằn nhằn mẹ, hãy cho con đi. Và chưa kể là đứng thời gian mà tôi đi đó, thì đã có rất nhiều người đi trước rồi. Tôi đi thoát năm 87, thì cái lượt người đi từ năm 75 cho đến 87 rất là nhiều. Và tôi thấy người ta về mang gửi quà về phụ giúp gia đình. Có. Thì tôi cũng nghĩ mình là một đứa con trong một gia đình, thì tôi cũng sẽ phải làm được điều đó, hơn là ở lại miền Nam. Để hình dung là một chuyến vượt biên thành công hay thất bại, thật sự chúng tôi có nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới sâu đến cái độ như thế. Tại vì nếu mình ngồi đây mà mình triết lý ra tất cả những cái điều xảy ra như vậy thì chẳng ai dám đi đâu. Nhưng chính vì chỉ muốn đi, cái câu chỉ muốn đi, nó làm cho mình mù mờ hết tất cả những cái lý luận, những cái triết lý về cái chuyến đi như thế nào. Thì thật sự ra cái sự nguy hiểm chỉ xảy ra ở trên mình cả, không phải như thế. Mà sau cái thời gian 87, cái sự cướp bóc, cái sự giết, cái sự hãm hiếp, nó xảy ra ngay tại những chuyến đi mình đi. Hình như ít ai dám nói điều đó. Tôi nói được. Bởi vì cái nhóm chúng tôi đi năm đó là 85, ở con đường Bạc Liêu với hậu phòng.
Thì nhóm chúng tôi 18 người, gồm 17 người là người người Tàu, có mình tôi là người Việt. Cho nên khi họ nói trong đó với nhau, tôi người im lắm. Họ không hề biết tôi là người gì, bởi vậy thế tôi chẳng nói, chẳng có rằng. Lâu lâu họ nói tiếng Việt với nhau, bởi vì chuyến đi như vậy là có ba người, người Tàu, người Quảng Đông, người Tiều, người Hẹ. Người Quảng Đông họ không biết nói tiếng Tiều, tiếng Hẹ. Người Tiều, người Hẹ biết tiếng Quảng Đông. Có lúc biết lúc không. Cho nên cuối cùng họ dùng cái sinh ngữ để mà nói chuyện với nhau, đó là sinh ngữ tiếng Việt của mình. Thì lúc đó khi họ nói tiếng Việt thì bắt đầu tôi mới nói tiếng Việt. Thì cái chuyến đi đó chúng tôi gặp một người đưa đường, họ không có tốt, họ làm đủ mọi cách để tách rời hai đứa con gái chúng tôi ra. Lúc đó tôi có một người con gái đi chung, 17 người thì 15 người là thanh niên và 2 người là phụ nữ. Nó cứ cố ý nhiều cái lý do lắm, nó cứ tách riêng tụi tôi ra. Tôi không biết để làm gì, nhưng sau này mới biết là có thể nó sẽ làm những cái việc không tốt, xúc phạm đến chúng tôi. Rồi khi mà các anh trong nhóm thấy được như vậy, bắt đầu các anh mới có một cái chiêu đòn. Nói là ok, tôi như vậy tôi phải cặp với các anh nào ở trong nhóm đó, rồi cái cô đó là cặp với người nào đó, thì nó biết đó là bồ bịch với nhau thì nó sẽ không đụng tới. Và chính anh tôi là người đi vượt biên, anh ruột của tôi đi vượt biên năm 82. Anh có viết thư về nói là mẹ ơi đừng cho các em đi nữa, tại vì lúc đó cũng còn 4 người con gái trong gia đình. Anh nói là anh đã từng thấy những cái sự mà hãm hiếp ở biển, rồi những cái sự không đàng hoàng và không tốt ở ngay biên giới của những người Việt Nam của mình, xúc phạm với những người Việt của mình. Thì anh viết như vậy. Nhưng thưa quý vị, là có viết đi chăng nữa, cứ muốn đi là đi thôi. Ngày hôm nay nếu được hỏi, nếu mà chúng tôi biết thấu hết tất cả những cái điều nguy hiểm và có trên nửa triệu dân chết ở biển khơi khi đi vượt biên, câu hỏi quý vị dành cho tôi là vậy tôi có muốn đi không? Thì thưa rằng không, với một điều kiện, chúng tôi sẽ không đi, gia đình chúng tôi sẽ không đi nếu cuộc sống của người Cộng sản dành cho chúng tôi. Còn nếu họ không dành chúng tôi thì chúng tôi cũng vẫn phải đi thôi. Chúng ta không có đường lựa chọn, chúng ta không có ngồi chờ để người ta cột cổ mình chết. Và chúng ta phải tự tháo từng nút, từng nút, từng nút bằng những cái việc mà mình cho rằng là đúng của cái thời điểm đó. Nói về những người vợ, những người phụ nữ trong miền Nam và chính thức là những người vợ của những người lính, quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin dành hai chữ duy nhất: hãnh diện, khâm phục. Tính ra thì lúc đó mẹ tôi chỉ mới có tầm 40-42 tuổi. Bà phải gánh vác cả một cái gia đình với 8 đứa con, chưa kể có thêm ông ngoại nữa. Rồi những người phụ nữ thời đó tôi nghĩ là rất đẹp. Nếu mà nói là ra đường như vậy có những cái cạm bẫy hay không á, tôi nghĩ là có. Nhưng mẹ tôi nói một câu: phải cố gắng sống và sống cho thật tốt, bởi vì mình, bởi vì mẹ là vợ của một người lính, quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Câu nói đó chúng tôi không bao giờ quên. Và chúng tôi đã dành cho mẹ tôi niềm khâm phục, hãnh diện. Chứ thời 20 là cái thời người ta kêu hồi xuân mà. Nhưng không, tôi tin chắc phần đông, tôi không dám nói 100%. Có thể có những người có cái sự gì đó khác biệt, nhưng tôi nghĩ là họ đều có cái lý do. Ở đời mình đừng có khắc nghiệt với ai, nhưng mà tôi nói đây phần đông, tất cả những người vợ
người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ rất hãnh diện về người chồng của họ. Cho nên tôi nghĩ không ai làm những điều sai. Và đến ngày hôm nay thì sau bao nhiêu năm trải qua như vậy, hình ảnh của mẹ trong tôi vẫn là người mẹ mà tôi quý nhất. Sự trung thủy, sự chịu đựng, sự hy sinh. Mãi cho đến hôm nay, bố mẹ tôi vẫn nắm tay nhau mà đi. Và cùng nắm tay nhau, cùng chơi với nhau và cùng vào viện dưỡng lão một cách vui vẻ. Có ông, có bà. Thưa quý vị, là cái chuyến đi của chúng tôi ngay thời điểm đó đối với chúng tôi là khó khăn. Nhưng khi coi lại, được đọc lại tất cả những cái mẫu chuyện khác chuyến đi, thì thật là chuyến đi chúng tôi là một ân huệ. Một ân huệ rất là lớn. Vào cái ngày 14 tháng 11 năm 1987, tối hôm đó thì chúng tôi đã có mặt tại cái bến Ninh Kiều. Thì trên chuyến đi như vậy, từ nhà tôi đi xuống thì đi xích lô tới bến xe miền Tây. Từ bến xe miền Tây đợi cho đến lúc mà được lên ghe nhỏ là taxi, rồi lên ghe lớn. Thì khi đi lên thì cái nhóm nhỏ của chúng tôi có 4 người. Tôi còn nhớ tên những người đi cùng cái chuyến của chúng tôi là anh Đỗ Đức Quốc Định ở vùng Orange County, em Hoàng Phạm Thơ ở Texas, và Đỗ Thị Thanh Minh đang ở Connecticut cùng với tôi. Thì chúng tôi được lên tàu lớn. Đó là lần duy nhất 5 năm tôi đi vượt biên mà tôi được chạm đến cái ghe lớn. Còn bao nhiêu là thất bại. Thì cái chuyến đi đó chúng tôi lên ghe như vậy, chúng tôi nói wow, cái ghe lớn quá, nhưng mà rất tanh mùi cá. Tại vì sau này mới biết là người ta chở cá trong cái đáy của cái ghe, và người ta cho chúng tôi ở dưới đó. Nhưng khoảng từ lúc chúng tôi lên cho đến khoảng nửa tiếng sau thì tất cả mọi người lên ào ào ào. Cái ghe chật ních, tôi không biết bao nhiêu người, nhưng tôi biết là lúc đầu tiên chúng tôi lên, chúng tôi còn nằm dài được cái chân. Sau này là mọi người phải thu chân lại và ngồi bó gối. Thì chuyến đi như vậy đó, cả con tàu vừa mới ra khơi được một tối một ngày, đêm thứ hai là bị bể một cái máy bị hư, rồi bể một cái mạng tàu nước vào. Mọi người phải kêu gọi nhau, giúp nhau để mà tát nước ra. Thì với tôi thì tôi chẳng làm gì hết. Là bởi vì thứ nhất, xin lỗi là tôi uống thuốc ngủ. Trước khi đi như vậy thì tôi có tham khảo là làm sao để mình phải chống đói, phải chống khát. Chứ đói khát tới, xin ăn lấy uống xong rồi đại tiện, tiểu tiện như thế nào, rất là bất tiện. Có thể là lúc đó con gái mới có 20, 22 tuổi thì bắt cỡ đó. Thì chúng tôi có những cái sự suy nghĩ đó trong đầu thôi. Và cuối cùng thì tôi đã tìm được con đường phải ngủ. Ngủ để chống đói, ngủ để chống khát. Và khi tôi kiếm được một cái chỗ ngồi, một cái chỗ nằm khá tốt, là cái lỗ mũi của mình có thể kê ra được một cái khe hở của cái gỗ để hít thở bên ngoài, là tôi nằm xuống và tôi uống thuốc ngủ. Cứ hễ mà tôi thấy tôi tỉnh dậy mà thấy cái đầu mình bắt đầu hơi tỉnh tỉnh là lại lấy một viên thuốc ngủ cho vô miệng để mê. Cho đến khi mà cái ghe nó đi như vậy, ngày thứ nhất tôi nghe lào xào mọi người ơi ới nhau tắt nước, tôi cũng không có đủ sức ngồi dậy, thú thật là như thế. Rồi khi đến gặp đêm thứ hai thứ ba gì đó thì chúng tôi gặp 6 tàu Thái Lan. Mới đầu thì họ tới từng chiếc, họ quần chiếc tàu của chúng tôi và làm cho một cái mạn thuyền bị bể lần nữa. Thì lúc đó những người khác mới nói là tất cả những đứa con gái phải chui hết xuống hầm tàu,
núp dưới đó, đừng có ló mặt. Và tất cả người đàn ông thì cởi áo ra lên bon tàu. Thì sau này, mãi sau này tôi mới biết đó là cái sự chỉ dẫn của cái người tổ chức. Họ đã nói rồi, họ nói rằng là ok, gặp cái điều đó như vậy thì các anh phải làm như vậy, như vậy, như vậy. Tại vì họ hiểu được rằng là nếu mà làm như vậy, tất cả những người đàn ông đứng ra mười mấy, mấy chục mạng đàn ông như vậy thì có thể tàu Thái Lan nó không đụng tới. Thì sau này tôi mới biết là cái CEO mà tôi được đi đó là người ta tổ chức một cách có quy mô. Tôi dùng từ quy mô có nghĩa là sao? Tôi không nói về thức ăn, thức uống, nhưng tôi nói về cái chuyến đi, cái đường đi và cách đối xử với những cái tàu Thái Lan nếu họ xâm hại tới tàu mình. Thì chúng tôi cứ vâng lời những người mà họ nói lên như vậy. Thì chúng tôi nghe, chúng tôi xuống. Thì 6 tàu quần chúng tôi, ai cũng nói là sẽ có chuyện xảy ra. Tại vì nó gọi tới 6 tàu, từ tàu đánh cá này đến đá kia, không mấy gì mà nó tha cho chiếc tàu của chúng tôi. Nhưng cuối cùng là Thượng Đế đã cứu chúng tôi bằng cách ngay tối hôm đó, ở ngoài biển bão lớn lắm, biển động, còn đến cái độ mà cái tàu chúng tôi quay trong trắng, bão lớn nổi lên. Thì có thể vì cái chuyện như vậy, tàu Thái Lan nó cũng không muốn đứng ở chỗ đó, nó muốn bỏ đi. Chứ đứng nó một hồi lỡ mà biển động, sóng to, gió lớn, nó cũng sẽ bị lầy. Đó là cái đêm hãi hùng nhất của tàu chúng tôi. Và khi họ đi rồi thì sáng hôm sau tàu chúng tôi đi, thấy đàn cá voi đi theo. Thì mấy người tàu trên đó họ mới có những cái đồng tiền họ thảy xuống. Họ nói là thấy cá voi, cá ông, cá bà vậy đó, rồi họ thảy xuống. Đó là cái may mắn. Và đất liền xâm qua. Đó là cái tín hiệu người ta nói. Và cái đoàn cá voi đó đã ôm 2 cái mạn thuyền của chúng tôi để mà kẹp cho chúng tôi thành một con đường đi. Và khi đi vậy suốt gần, tôi nghĩ là từ 5 tới 6 tiếng. Rồi tới khi mà đàn cá voi mất đi thì chúng tôi thấy cái giàn khoan Malaysia trước mặt. Thì khi lên giàn khoan thì chúng tôi được người ta chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Rồi chúng tôi ở trên giàn khoan 2 đêm chờ cho tàu dầu, một cái tàu chở dầu tới lấy dầu từ giàn khoan, rồi nhân tiện đó cho chúng tôi đi lên luôn trên giàn khoan, trên cái tàu dầu đó. Rồi trên tàu dầu đó ông đi đến một vài đảo để ông tiếp tế dầu lấy từ cái giàn khoan vào. Rồi ông cũng xin đồ ăn cho chúng tôi, ông rất là dễ thương. Ông cái tàu đó thì tôi nhớ tên là William gì đó. Tôi có viết trong cuốn nhật ký, nhưng mà rất tiếc là cuốn nhật ký đó tôi chưa kiếm lại được. Thì tất cả những chi tiết về tên của ông ta, chiếc tàu hoặc là trên giàn khoan, tôi nói chuyện với ai, những kỹ sư nào, thì tôi đều ghi qua cái cuốn nhật ký như vậy. Và khi đến Bulapidong thì bắt đầu một cuộc sống của người tị nạn. Để nói lên cái sự so sánh giữa cái sự thành công và thất bại, thì thật sự ra mỗi chuyến đi đều có giá trị và đều có hậu quả của nó. Không phải riêng về chuyến đi của tôi không, mà tôi phải kể rằng cái hành trình mà tôi được đi vượt biên. Năm 1983, 82, 83, 83 thì tôi nghĩ đúng hơn, khi tôi bị bắt ở dưới Cà Mau. Thời điểm đó tôi bị bắt có 5 ngày thôi. Thì ngay tại Sài Gòn có một chuyến đi được tổ chức tại cầu Chữ Y. Thì hình như không lầm là mỗi một cái hẻm, người ta gọi là xóm, cái lối vô nhà mình ở từng hẻm, ai cũng có người đi hết trong cái chuyến đi đó. Thứ nhất, cái lợi thế là gần nhà. Thứ hai là nghe nói đã mua bãi đàng hoàng rồi, đi đàng hoàng lắm, không sao. Và từ những người trong hẻm nhà tôi, những người hẻm kế tiếp, và kéo xuống tận với ông Tạ, với đến bà Quẹo,
đều có người tham gia chuyến đi này. Và trong chuyến đi này mãi sau này tôi mới biết là có hai người chị của anh rể tôi cũng tham gia. Thì chuyến đi đã thất bại, bởi vì khi mà họ lên cái tàu lớn để ngay cầu chữ Y mới khởi động máy đi ra thì đã bị một đoàn lượt đạn bắn xả vào tàu. Những người con gái được lên trước ở dưới hầm tàu 100% chết hết. Những người đàn ông độc thân, có những người đàn ông mà có vợ thì họ cũng đi theo vợ xuống cái hầm tàu trước. Còn những người đàn ông độc thân sau thì họ ngồi trên boong tàu. Thì người nào nhảy ra được thì người đó thoát. Và những chuyến đi trên biển cả, khi tôi tới Polapidong thì tôi gặp bạn thôi, một người bạn rất thân học với tôi ở Sài Gòn. Thì chuyến đi đó của nó có một người chết. Rồi các bạn bè của tôi, chị của tôi cũng vậy. À xin lỗi, bạn của tôi cũng vậy. Khi bạn tôi đi cùng chuyến với tôi thoát, thì chuyến sau người anh của cô ta đi cùng một chuyến đi, cùng một tổ chức, thì cũng bị mất, chết nguyên cả cái tàu luôn. Đến ngày hôm nay họ không biết tại sao. Thì nói chung là nếu chúng tôi biết những cái sự dữ nó ghê gớm như vậy thì có lẽ chúng tôi nghĩ lại. Mà rồi nếu hỏi nghĩ đi nghĩ lại thì cũng rồi cũng phải đi. Sự sợ hãi ai mà không sợ. Ngày hôm nay khi được hỏi câu hỏi này thì tôi đang ở cương vị một người phụ nữ ngoài 50. Tôi có thể nói điều đó. Nhưng nếu mà hỏi một đứa trẻ 16, 17, 18 tuổi thì thật sự nó vẫn đi. Cuộc sống của trại tị nạn Mã Lai thì tương đối là đỡ về phần tinh thần. Tôi được mọi người kể rằng là ở bên Thái Lan họ rất là khó khăn, rất là sống trong một cái trại của Thái Lan thì khổ lắm về tinh thần. Còn của Mã Lai thì họ cũng dễ dàng thôi. Mình không làm gì họ, họ cũng chẳng làm gì mình. Có cái là chỉ có đói. Đói ở đây là gì? Bởi vì mình sống ở đảo, cho nên thức ăn họ cho làm sao thì ăn như vậy. Và tôi không nhớ lầm, trên 2 năm tôi ở trại tị nạn, hình như tôi không được ăn miếng cơm nào hết, chỉ mì gói mà thôi. Nói như vậy quý vị chắc không tưởng tượng nó được đâu. Lý do là cứ mỗi đầu người họ cho một miếng thịt gà bằng một miếng tay, hoặc là miếng cá hoặc miếng rau. Nội vô đó thôi, tôi nấu làm sao? Không nồi, không niêu, không son chảo. Cuối cùng tôi chẳng có đi lấy. Và tôi ăn mì gói. Một ngày nhóm chúng tôi phải mỗi một đứa ăn khoảng 18 gói mì thôi. Sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, đi bơi về ăn, đi chạy về ăn, đi học về ăn. Cái gì cũng chỉ là mì gói. Và mì gói chúng tôi có cái gì? Có cái bình nước nóng, nấu lên đổ vào. Có tiền thì mua thêm giá, có tiền thêm chút nữa thì mua thêm rau thơm. Chỉ là như vậy thôi. Và sống cho đến khi ra khỏi trại. Về cách thức báo tin cho gia đình, trong thời gian mà chúng tôi đi vượt trên biển cả và được thoát, là tôi đã báo tin ngay lập tức. Mẹ tôi nói rằng là cái bức thư điện tín mà tôi gửi về là người đầu tiên trong trên 111 người trên chuyến tàu. Và khi nhận được cái điện tín đó, mẹ tôi mừng lắm, chạy đến cái ông mà tổ chức, mẹ tôi báo. Vừa báo xong một cái là ông mừng lắm. Lý do là gì? Đến lúc ông thu tiền và mừng cho chúng tôi đi thoát. Thì cái bức điện tín đó tôi đã nhờ ngay ông chủ tàu, chủ lái boong tàu William từ giàn khoan vào đất liền. Ông hỏi tôi là tôi cần cái gì. Tôi nói là cho tôi một cái bức thư điện tín đánh về Sài Gòn và một cái đánh cho bên Mỹ. Và ông đã làm điều đó với tôi. Yeah. Rồi xin thưa quý vị là lúc đó tôi không có giỏi tiếng Anh.
bập bẹ nói chuyện, khua tay khua chân, nói làm sao rốt cuộc họ cũng hiểu hết cái điều mình muốn nói. Về cái cảm xúc được biên trên biển cả, sau 3 ngày 4 đêm đi mãi không thấy một chiếc tàu nào vớt mình, chỉ thấy Thái Lan nó quần mình, thì phải nói rằng là tôi đã khấn rồi. Tôi khấn ngay trên biển cả là nếu chuyến này đi không thoát, quay về tôi sẽ không đi nữa. Bởi vì có một đêm tôi nằm, tôi nghe tiếng kêu, có thể nói là tiếng linh hồn kêu ở dưới đáy đại dương. Tôi nghe, tôi nghe sự cầu cứu, tôi nghe tiếng khóc. Khi tôi bật dậy, sự sợ hãi đến, và tôi hứa nếu chuyến này đi không thoát, bị bắt quay về, tôi sẽ không đi nữa. Và trước khi và cái lời khấn đó là lời khấn thứ hai. Lời khấn thứ nhất là có một vị linh mục, họ cha muốn tôi làm việc với cha, thì tôi nói cha ơi, con phải đi vượt biên. Thì sau đó tôi kể cho cha nghe, tôi đi đến 5 năm rồi, mấy chục lần không thoát. Thì cha nói với tôi, vậy thì con với cha cùng cầu nguyện, nếu mà hết năm nay, có nghĩa năm 1987, tôi không đi thoát thì đừng đi nữa, ở nhà lo lập nghiệp đi, rồi lấy chồng, rồi sanh con đẻ cái giống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Thì tôi hứa với cha, tôi nói vâng, nếu năm nay con không đi thoát thì con sẽ ở lại. Và chuyến đi đó, lời hứa thứ hai tôi cũng khấn như thế, nếu đã ra tù lớn rồi, đã đi tới 3 ngày 3 đêm 4 ngày rồi mà không xong thì đi về. Bởi vì con đường về chúng ta còn biết là 3 ngày 4 đêm, còn con đường đi chúng ta không biết là bao lâu. Cho nên thức ăn thì không có, uống thì là uống nước có cái mùi dầu. Rồi đứa bé đi cùng với tôi là Hoàng Phạm Thơ, em thấy tôi nằm liệt như vậy, em hỏi chị ơi, chị có muốn ăn gì không? Tôi mới nói là no, chị không ăn gì hết, cho chị cái nước gạo đi. Nếu em vo gạo em nấu xong á, thì khi chắt cơm ra cho chị cái nước đó. Cái em cũng làm, em cho tôi một cốc nước gạo, thấy cái nước ấm như vậy mừng lắm anh. Nhưng mà vừa hớp một miếng xong là ói rồi. Quý vị biết tại sao không? Là bởi vì em không biết, em lấy nước biển em nấu, cho nên cái nước gạo nó vừa mặn mà nó vừa tanh, nó tanh vô cùng. Cuối cùng tôi lại phải lấy một viên thuốc ngủ ra uống vào để mà chống đói chống khát, là nhờ những viên thuốc ngủ đó. Và cuối cùng 4 ngày 3 đêm thì tôi uống tổng cộng 17 viên thuốc ngủ. Tới nơi thì khi xong, khi khai báo hết với lại cái phân đoạn của SB là Special Branch, thì tôi được đưa thẳng vô bệnh viện Sick Bay của Bi Đông. Và họ làm gì tôi cũng chẳng biết. Mấy ngày hôm sau thì đi về, thì lúc đó tỉnh ngủ lại và thực thụ trở thành người tị nạn ở Malaysia. Thưa quý vị, là tôi là người năng động, hình như ít khi nào tôi ngồi yên lắm. Tôi ngồi yên, tay tôi không làm, chân tôi không đi, thì đầu tôi cũng làm việc. Cho nên tôi đã ghi danh làm việc ở cái khu vực nhóm SB là Special Branch, nơi đón tiếp người tị nạn mới đến. Nhưng sau thời gian tôi ngồi đó rồi, tôi làm việc, tôi viết cho người ta, tôi thấy có nhiều người viết cái lý lịch á, có thể là họ sẽ không được đi đến định cư nước thứ ba. Mà nếu mà tôi bày cho họ sửa đó thì cũng chết, mà tôi không bày thì lương tâm tôi cắn rứt. Cuối cùng tôi không làm việc đó nữa, mà tôi chuyển qua khu gọi là construction, là thư ký. Thư ký thì đánh máy, rồi tô màu những cái họa ở trên đảo cho một ông kỹ sư. Thì cứ một tuần như vậy, họ phát cho tôi được một lon, vài hộp cá hộp, mì gói và sữa. Ở Pulau Pidong thì tôi có tham gia ca đoàn, và tôi là ca trưởng. Tôi đã là ca trưởng từ ở Việt Nam, cho nên tôi vẫn tiếp tục cái say mê
niềm đam mê của tôi của âm nhạc và nhất là ở bên thánh ca. Qua Sangapisi tôi cũng là đoàn trưởng, ca trưởng chứ xin lỗi, tôi là ca trưởng của đoàn thanh niên công giáo. Và tôi làm cho bệnh viện Sick Bay ở Sangapisi. Thời điểm mà tôi ở Phulapidong là tôi tới cuối tháng 11 1987 cho tới tháng 5 1988. Ở đó, trong thời gian đó thì tôi đợi để mà được phỏng vấn ở bàn số 1, số 2. Rồi khi mà người ta thấy lý lịch của tôi được ok thì người ta cho qua Sangapisi để phỏng vấn bàn số 3. Sau khi mà bàn thứ 3 xong á, thì khi tôi qua Sangapisi vậy tháng 5 thì khoảng tháng 8 1988, 3 tháng sau là tôi được đi qua bên Philippines, trại Bataan. Thì trại Bataan thông thường cứ mỗi một người phải ở 6 tháng để mà vào một cái circle, tôi gọi là circle, để mà học về đời sống mới của nước thứ ba mình đến. Và khi tôi tới á, thì nó không đúng một cái circle, cho nên tôi phải đợi cho người ta mở một cái circle mới khác. Và số tôi thì cũng không được may mắn, cho nên tất phần đông á, những người trong trại á, những người đi chuyến tàu của tôi thì họ được vào cycle 116, 117, 118. Còn tôi mãi đến 120 thì tôi mới được vào cái cycle đó để học. Và học xong thì đến tháng 2, ngày 14 tháng 2, 1989 thì tôi có danh sách lên đường qua bên Mỹ. Và tiểu bang đầu tiên mà tôi tới đó là Washington State. 14 tháng 2 đúng là ngày Valentine. Cho nên tôi thường nói với các bạn là tôi có ngày sinh nhật thứ hai. Đó là ngày tôi được tái sinh từ vùng đất cộng sản để mà tái sinh trở thành một người tự do. 14 tháng 2 1989 là sinh nhật của tôi thứ hai. Trở lại cái vấn đề ở Bataan, tôi quên là chúng tôi tuy là người tị nạn nhưng mà tôi được đóng góp vào cho chương trình đài của đài Radio Veritas Á Châu. Thì chúng tôi được cha cố đức ông Nguyễn Văn Tài, rồi cha Đoàn Sĩ Thục, cha Trọng là những người vào trong trại để mà bảo trợ chúng tôi, bảo lãnh chúng tôi đi ra ngoài đài để làm việc. Thì mỗi một lần ra như vậy thì chúng tôi đi 10 ngày có, 2 tuần có để mà thâu tất cả những bài hát qua các mùa, mùa vọng, mùa chay, mùa Giáng sinh. Thì đó là kỷ niệm của chúng tôi ở đài Chân Lý Á Châu cái thời gian năm 80, cuối 88 và đầu 89. Thì khi mà đến Mỹ như vậy, phải nói là rất là xúc động. Bởi vì chị thứ hai của tôi là người đầu tiên đi. Chị đón tôi ở phi trường SeaTac Airport. Chị ôm tôi vào lòng. Vì tôi là đứa em nhỏ nhất mà là duy nhất chị gặp lại sau khi mà chị đã rời khỏi nhà năm 1978. Thì một cái điều mà tôi day dứt, tôi buồn là cái ngày bố tôi quay lưng để đi ra đường, đi vào tù, cũng là cái ngày cuối cùng mà gia đình chúng tôi có một buổi cơm ăn và gặp nhau. Từ năm đó, từ năm 75, hình như là tháng 5 bố tôi đi tù. No, tháng 6 chị tôi đám cưới thì khoảng tháng 6, tháng 7 đó. Cho đến ngày hôm nay, gia đình chúng tôi không còn một cơ hội nào để chúng tôi có một bữa ăn gồm có bố mẹ và 8 đứa con. Trong gia đình tôi thì như đã thưa với quý vị là chúng tôi đi vượt biên từng người một. Cho nên sự định cư của mỗi người chọn lựa khác nhau. Người chị thứ hai của tôi, Minh Tâm thì chọn đi Mỹ. Người chị kế là chị đến Singapore thì được tàu Úc bảo trợ. Cho nên phải đi Úc. Rồi ông anh rể của tôi thì tàu Hòa Lan vớt.
đi Hòa Lan thì anh lại bảo lãnh cho chị tôi và hai cháu đi bằng đường bảo lãnh đến Hòa Lan. Rồi quay lại với bên tôi thì bà chị tôi nói là chị ở bên Mỹ buồn quá, một mình buồn quá, thôi em qua với chị đi. Thì tôi đi chọn đi Mỹ. Cho nên tóm lại thời điểm cho đến hôm nay thì gia đình tôi có 4 châu à, châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Chỉ có thiếu châu Phi thôi là không có. Mà bây giờ cái phương tiện để cho mọi người đến với nhau khó lắm. Đôi khi vật chất không đủ, thời gian không có. Và đến ngày hôm nay thì tôi đã mất đi hai người chị. Đó là chị Minh Tâm, năm sinh năm 1954, và chị cả của tôi sinh năm 1952. Hai chị đã mất vì bệnh. Thì cái cơ hội mà chúng tôi có muốn được ngủ bàn ăn với nhau thì không bao giờ trở thành sự thật. Thời gian đầu khi đến Mỹ thì thú thật là có rất nhiều cái khó khăn. Và khó khăn nhất là về ngoại ngữ. Người ta nói gì cũng không hiểu, mình nói gì người ta cũng không hiểu. Nhưng mà được một cái là cái cộng đồng người Việt Nam của mình gắn bó. Khi tôi vào trường thì tôi cũng thấy có mấy anh chị em người Việt Nam, họ giúp tôi, rồi họ cho tôi điền đơn, rồi thế này thế kia. Nói chung là nếu mình có biết, nếu mình không ngại hoặc mình không có e thẹn, mình xông xáo đó, thì cái gì cũng vượt qua được hết. Cái thứ nhất như tôi nói là về ngoại ngữ, về sinh ngữ. Thứ hai là khí hậu. Tôi rơi vào khí hậu tháng 2 vào mùa đông ở Washington State. Thời điểm đó là tuyết rơi xuống ngập cho đến bụng của tôi. Khi tôi đứng mà tôi đón xe bus đến trường á, nó lạnh cái độ mà tôi không biết tôi dồn bao nhiêu áo để tôi mặc cho vừa được. Thì tôi nhớ có một lần đó khi mà đi gặp bác sĩ check up tổng quát, thì bác sĩ có hỏi tôi là mặc bao nhiêu quần áo vậy, mặc bao nhiêu cái áo trên người. Tôi nói 7 cái áo. Bác sĩ nói là bây giờ mà cái cô mà cô assistant cho bác sĩ á, nói rằng là cần cân cái lượng của mình cái chính xác đó, cởi bớt áo ra đi. Thì tôi từ 92 pound tuột xuống còn khoảng 87 pound. Chỉ có 87 pound thôi. Thì tôi về tôi nói với chị tôi là em cân có 87 pound à. Và lúc đó tôi cũng không có nhận định 87 pound là bao nhiêu ký. Thì tôi nhớ là trước khi đi Việt Nam, rời khỏi nước Việt Nam thì tôi khoảng 35-36 ký thôi. Không có nhiều. Thì tôi nhớ đó là như vậy. Cái khó khăn của cái người mà đến xứ người đầu tiên là sinh ngữ và khí hậu. Rồi trên kia đó thì thức ăn cũng không có, Việt Nam không có, thì chúng ta phải tự nấu, tự làm. Mà nói thật là không có giờ để mà ăn. Tại vì đôi khi sáng sớm dậy đi học, đi học xong ra thì phải work study, là làm việc thêm để kiếm tiền. Thời đó thì chị tôi là một người làm cho full time job cho một cái hãng, mà cái hãng đó lại là contract với lại Boeing. Thì lúc đó lương của chị tôi cũng chỉ có 5-6 đồng à, hoặc là từ từ lên 8 đồng. Mà đồ ăn thức uống không có nhiều cho mình lựa chọn, thì cũng phải như vậy thôi. Tức là ăn cái gì sống cho qua ngày, ráng đâm đầu vào học cho xong để lấy cái bằng 2 năm trước, rồi từ từ tính sau. Dạ. Thì nói chung á, nói cái khó đó thì không đến nỗi nào. Tại vì cái khó đó nó không có phải làm cái gì để ngăn chặn cái bước tiến của mình, cái niềm hy vọng của mình. Mình muốn sống, mình muốn được như người này người nọ, thì mình phải trả giá bằng cách phải hy sinh thời gian đi học đến nơi đến chốn. Cái điều căn bản nhất là phải có kiến thức. Đối với tôi, tiền bạc có thể anh mua vé số, anh trúng 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu. Nhưng nếu anh không có kiến thức thì cái đồng tiền cũng sẽ mất. Và ngày hôm nay thì tôi khẳng định người có kiến thức luôn luôn là người sống bền vững trong cái xã hội. Về cuộc sống đầu tiên khi đến Mỹ vào ngày 14 tháng 2 năm 1989 và cho đến nay thì có rất nhiều cái sự thay đổi. Học á, thì tại tôi thì tôi thích học về ngành medical, về nurse, là vì tôi thích chăm sóc người, tôi thích được cũng giống như là xoa dịu những cái cơn đau của từng người.
Xin nói lại là trước khi tôi đi vượt biên thì tôi có vào nhà thơ Saint Paul buổi tối để mà làm việc giúp đỡ mấy người già cả tối họ cần cái này cái kia thì tôi làm vài tiếng. Do một bác sĩ yêu cầu tôi vào, chị ấy rất là dễ thương và chị ấy nói là Duy Hải em có muốn giúp thì vào đây giúp chị, thì tôi có đi vào giúp và tôi thấy là những người già cả những cái mảnh đời đó họ rất cần mình nói chuyện, mình an ủi, một cái xoa nhẹ thôi họ cũng thích lắm, họ không họ đỡ bị cô đơn chứ thật sự 24 tiếng là họ bị cô đơn hết 24 tiếng rồi, cho nên tôi thích. Tuy nhiên khi tôi chia sẻ cái niềm đó, cái ước ao đó thì tôi bị cả một họ hàng cũng như là nói là không được không được, hỏi sao, cái lý do đầu tiên tôi ốm quá, người ta hỏi tôi một câu thôi mà tôi phải cứng họng là thế có khiêng được một người Mỹ không mà đi đòi làm y tá, thì tôi nghĩ cũng đúng quá ha, mình béo quá mà sao làm y tá được, rồi có sự chịu đựng đúng không, tôi không nghĩ là y tá cái ngành y tá ở Mỹ đó nó cực như vậy mà chỉ thích thôi. Cuối cùng thì ở trên Washington State ngay cái thành phố Everett là thành phố là thủ phủ của Boeing, khi mà cái đường đường field để người ta testing thì cuối cùng học cái gì cũng phải học điện thôi, thì tôi ra trường là Technician Electronic học để phù hợp với đời sống để mà ra trường có việc làm chứ thật sự là chẳng có thích tí nào, nhưng cũng may là nhờ học cái đó thì cái ngoại ngữ của mình nó ít đi, nó không có đòi hỏi nhiều, chỉ toàn là những con số không. Khi mà tôi ra trường thì lúc đó thì tôi đã có gia đình, tôi học năm thứ nhất thì tôi lập gia đình, học ráng học năm thứ hai đúng theo lời bố mẹ nói là muốn gì thì muốn cũng phải học xong 2 năm, thì vừa học xong như vậy thì chúng tôi bye bye Washington State, một cái tiểu bang mà mưa, mà chúng tôi hay đùa với nhau là mưa mà đến thúi đất luôn, đất chịu không nổi luôn, làm sao con người chịu nổi. Thì tôi về đến tôi có đi xuống vùng Orange County thì thấy không phù hợp thì tôi mới đến San Jose. Khi đến San Jose thì tôi biết đây là nơi phù hợp với cái nghề của tôi, và lần đầu tiên mà tôi đi làm cũng có sự khó khăn vì mình không có quen với ai hết, thì cũng có thế này thế nọ. Cuối cùng thì tôi phải vào cái agent, cái người đi kiếm việc làm cho mình nhé, thì tôi được một cái việc làm rất là tốt cho đến lúc mà tôi nghỉ làm. Rồi trong thời gian có gia đình có con thì sanh đứa thứ hai xong thì tôi chuyển nghề, tôi học thêm cái ngành nó gọi là drafting, thì họ gọi là để từ từ tôi nhớ nha, đó là ngành IC layout designer, là chúng tôi họa lại những bức vẽ của người engineer, và cứ khi chúng tôi họa lại xong thì chúng tôi mới đưa xuống cái phép thì người ta mới ra sản phẩm được, tại vì từ phép mà đọc cái bản vẽ của engineer họ không đọc được, họ phải có cái khâu đứng giữa, thì chúng tôi là khâu đứng giữa. Thì cái nghề này đó là nghề cùng với người chồng bố của 3 đứa bé con của chúng tôi, thì tôi cũng vào làm thì rất là thú vị. Thì chúng tôi cũng có giới thiệu rất là nhiều người vô ngành nghề này, bởi vì khi mình vào nghề rồi đó thì mình mới biết những gì hợp với người Việt Nam, cho nên cái nhu cầu sống mà chúng tôi vươn được mà thành công đến ngày hôm nay là gì, đó là sự quyết tâm tìm hiểu học hỏi và phải cố vươn lên với cái xã hội ngày hôm nay. Con đường sáng tác âm nhạc đến với tôi cũng là một cái ngẫu nhiên. Lúc trước khi đi vượt biên thì tôi sinh hoạt dòng Chúa Cứu Thế, có cha linh mục Phêrô Nguyễn Thành Tâm, chúng tôi gọi là bố đỡ đầu chúng tôi, thì ngài có hướng dẫn chúng tôi trong các buổi sinh hoạt của ca đoàn. Rồi tôi có học một khóa sáng tác với cha Lê Quang Uy, Du Xe Lê Quang Uy cũng là dòng Chúa Cứu Thế. Thời đó thì cha Uy chưa có vào dòng tu, chỉ là thầy thôi. Chúng tôi gặp gỡ nhau qua cái nhóm gọi là Mai Khôi. Nhóm Mai Khôi sinh hoạt hát lễ vào thứ hai hàng tuần ở cái tu viện Mai Khôi nhỏ. Và chúng tôi, cái chủ yếu của chúng tôi gặp gỡ nhau mà hát thứ hai. Còn ngoài ra thì chúng tôi sinh hoạt là đi làm những việc từ thiện
giống như là đến các trại tâm thần, những trẻ mồ côi ở sóng thần. Thì đó là sinh hoạt tạm thời của tôi trong thời gian chờ đợi đi vượt biên. Thì khi sinh hoạt nhóm chú cứ thế như vậy, tôi là một người giáo lý viên hay gọi là hướng dẫn viên giáo lý cho các em tuổi từ 3 tuổi cho đến 18 tuổi. Thì tôi cũng đã tập tành sáng tác những cái bài ngắn 8 khung để mà cho các em học giáo lý nó hiểu hơn. Tôi ví dụ chẳng hạn hôm nay chủ đề là cầu nguyện, thì tôi sáng tác một nhạc phẩm, một ca khúc nhỏ về cầu nguyện. Thì các em hát thì các em sẽ hiểu cầu nguyện là gì, thay vì mình cứ nói riết mình mỏi mồm mà nó cũng liếc tai nữa. Thì tôi chuyển qua cái đó. Và khi tôi làm như vậy thì tôi học hỏi được các anh chị hướng dẫn viên khác, họ cũng sáng tác. Thì cái sự sáng tác nó nằm trong con người của tôi. Nhưng thật sự tôi không biết quý vị. Đến khi qua bên này thì ở các trại tị nạn thì tôi mới bắt đầu nhớ lại những bài hát. Tại vì ở trại tị nạn nó không có bài hát để mà hát, và tôi muốn tập cho họ những cái bài đó. Thế tôi ngồi tôi nghĩ ra rồi tôi viết lại, người ta gọi là solfe, viết lại hết tất cả những cái nốt, những cái bài rồi tập cho mọi người. Tôi có mang một cuốn sách mà tôi mang đi vượt biên để nói lại một tí cái gia tài mà tôi mang ra khỏi nước Việt Nam đi vượt biên là gì, là hai cuốn sách thánh ca. Vì đó là gì, đó là cái mạch sống của tôi. Tôi mê âm nhạc, tôi mê thánh ca. Tôi vào nhà thờ từ 6 tuổi, cho nên tôi nghĩ rằng là đối với tôi âm nhạc là một người bạn, là một người tình luôn luôn ở trong tôi. Và khi mà tôi qua đến đây, tôi làm ca trưởng của nhà thờ San Jose, hình như là tôi làm tới 22 năm cho một nhà thờ mà đi tới 3 ca đoàn. Duy Hải đã bắt tay làm từ thiện trước khi đi vượt biên. Mà trước khi đi vượt biên như vậy, trong lúc đời sống khó khăn, làm sao đi từ thiện bằng cách nào? Thì thưa, chúng tôi đi bằng trái tim, đi bằng nhiệt huyết, đến với những trẻ em mồ côi bằng tiếng hát, đến với những người tâm thần bằng cách xoa dịu họ, nói chuyện với họ dù họ chẳng hiểu gì hết. Thì lúc mà đi đến khi mà 3 đêm 4 ngày trên biển cả, cái sự chết nó rất là gần đó, thì tôi khấn một lời khấn kèm với cái lời khấn mà lúc ban đầu là nếu đi không được trở về là tôi hứa, nhưng tôi khấn nếu con đi được, cho con đi được, đi thoát mà đừng có chuyện gì xảy ra, thì nửa cuộc đời của tôi là gia đình, nửa cuộc đời khác sẽ dành cho tha nhân. Là tôi đã khấn và tôi đã làm ngay khi tôi lên nước Mỹ. Ngay khi nước Mỹ như vậy, tôi nhớ là tôi được tiền trợ cấp 120 đồng. Tôi phải trả tiền sách, tiền xăng, tiền ăn, tiền uống, tiền bảo hiểm, mọi thứ. Thì tôi chỉ còn có 5 đồng, 7 đồng trong tay. Thì tôi cũng đáng vón vén gửi cho một người bên này 5 đồng đó hàng tháng với một cái lá thư tâm sự. Tôi chỉ mong người ta đừng có khước từ cái 5 đồng đó thôi. Bởi vì nếu mà đợi cho tới mà tôi đủ tiền tôi đưa đó, thì tôi sợ tôi xài mất. Và cái thời điểm qua Mỹ như vậy, là nếu chúng ta muốn gửi về Việt Nam 100 đô la thì chúng ta phải chịu tiền cước 20 đô la. Và một năm như vậy tôi nghĩ cả năm trời tôi mới gom được. Nên tôi sợ tôi xài mất cái 5 đồng đó, thì tôi đã gửi, tôi biết cái chỗ rồi tôi gửi. Đó là một thầy tu dòng ngôi lời. Trong cuộc sống của các cháu hôm nay, thế hệ trẻ, tôi chỉ muốn nói với các cháu một điều: hãy tôn trọng, hãy trân trọng những cái kinh nghiệm của người lớn. Có thể người lớn không có nhiều kiến thức bằng các cháu, nhưng chắc chắn một điều, các cháu không đủ kinh nghiệm bằng những người lớn. Cho nên trong gia đình, hãy lắng nghe cha mẹ nói chuyện, và cũng hãy cố gắng cho người lớn có thời gian nói chuyện với mình. Bây giờ các trẻ thì hay nói là bận rộn lắm, đủ thứ này thứ kia. Đúng là bởi vì quá nhiều entertainment trong quanh các cháu. Nhưng cái đó chỉ là
cái cớ thôi, cái excuse thôi. Nếu mà các cháu biết rằng cha mẹ của các cháu cũng cô đơn, cũng cần các cháu, thì hãy dành thời gian cho gia đình một chút. Và hãy đến hỏi những người lớn về cái quá khứ của họ. Bởi vì mai sau nếu các con cháu không hỏi quá khứ của bố mẹ mình, thì các cháu sẽ không biết rõ nguồn gốc bố mẹ mình tại sao qua bên này, tại sao bố mẹ thành công. Mà khi các cháu sanh ra thì thật sự ra đứa bé nào cũng thấy là bố mẹ mình có bằng cấp, có nhà cửa. Các cháu chỉ có vậy mà bước lên thôi. Nhưng các cháu không hề biết cha mẹ đã từng phải đi lượm rác ở nhà trường. Đó là cái job đầu tiên mà tôi nhận ở xứ Mỹ, là làm trong cái nhóm recycle. Đi đến từng cái phòng để lượm rác, rồi bắt đầu select lại trắng ra trắng, màu ra màu, rồi mới đâm xuống trong cái basement để người ta đi recycle. Mà ở dưới một cái nhiệt độ khí hậu mùa đông rất là lạnh, mà tôi phải chui xuống cái basement tôi làm với đồng lương là 6 đồng, tương đương với một người ở Mỹ gần 5-7 năm. Tại sao? Tại vì cái job này không có ai nhận làm hết. Mà tôi cần tiền, và tôi nói với người boss của tôi là tôi rất cần tiền, cho tôi bất cứ một cái job nào cũng được, miễn là có nhiều tiền. Và tôi được cái job đó. Cho nên các cháu nó không thể hiểu được, và nó không biết được nếu nó không cho người lớn có thời gian kể về quá khứ. Mà cái quá khứ đó là cái kinh nghiệm, kinh nghiệm sống. Xin trân trọng bố mẹ và thương bố mẹ nhiều hơn.